Người giàu dù mất trắng vẫn làm nên đại sự, tất cả là nhờ bốn mật mã mà ai cũng có thể dùng để lật ngược ván bài cuộc đời nhanh chóng. Thực tế chỉ ra rằng, dù có lấy hết của cải của người giàu, mấy năm sau người đó vẫn giàu. Tuy nhiên cho người nghèo một khoản tiền thì mấy năm sau họ vẫn nghèo. Sự thật này bắt nguồn từ bốn điều dưới đây. Ông trùm giàu mỏ dốc cơ lờ từng nói, dù có lột sạch quần áo của tôi và ném vào sa mạc Sahara, với hai điều kiện thời gian và một đoàn lữ hành đi qua chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ trở thành một triệu phú mới khi nói câu này có người cho rằng ông khoác lác bởi họ cho rằng nếu có thể trở thành triệu phú theo cách này thì đường phố chẳng phải toàn người giàu sao thực tế không ít doanh nhân trên thế giới phải đối diện với phá sản tuy nhiên sau vấp ngã họ không nằm tại đó mà vươn vai đứng dậy và ngày càng lớn mạnh vậy tại sao người giàu có thể ngược chiều gió để đi lên năm mật mã của sự giàu có dưới đây là bí mật giúp họ có thể làm nên những điều phi thường ngày một tư duy vượt thời gian khi bất kỳ một việc gì những doanh nhân kiệt xuất luôn giữ cho mình một đường lui nếu không sẽ khó có nghị lực để quản lý tài sản của bản thân lo lắng này là có cơ sở trong kinh tế học có một khái niệm mang tên sự khan hiếm điều đó có nghĩa là những gì bạn đang thiếu sẽ chiếm lấy não bộ năng lượng và thu hẹp năng lực nhận thức của bạn bởi vậy những người túng thiếu dễ bị những suy nghĩ về mưu sinh cuộc sống chiếm dụng khó dành sức lực để tạo ra của cải với người giàu họ đã hình thành tư duy vượt thời gian và có một nguồn vốn để đảm bảo trong những trường hợp khó khăn nhất bởi nếu không họ sẽ phải chịu cảnh vật lộn để tồn tại không còn năng lượng để tạo ra của cải khi đó thất bại là điều không thể tránh khỏi hai không ngừng học hỏi dù là bất kỳ ai nếu muốn theo kịp sự phát triển của thời đại bạn đều phải không ngừng cố gắng học tập ngay cả khi có những thành tích nhất định trong tay không có nghĩa bạn được phép nghỉ ngơi một chút lười biếng cũng có thể khiến bạn bị tụt xa với mọi người nhất là trong thời đại hiện nay trao dồi kỹ năng và tri thức luôn là điều vô cùng cần thiết và hữu ích nếu cảm thấy tạm thời bản thân không đủ năng lực hãy xem công việc hiện tại như một cơ hội để học hỏi và phát triển kỹ năng thất bại cũng không sao chỉ cần bạn biết đứng lên sau vấp ngã biết rút ra bài học kinh nghiệm thì thành công là điều không xa người xưa từng nói chớ thấy sóng cả mà ngã tay trèo khó khăn là một phần của cuộc sống người biết chấp nhận và vượt qua khó khăn là người sở hữu một nửa sự thành công Phần còn lại phụ thuộc vào khả năng, bản lĩnh và ý chí của mỗi người. 3. Tư duy chủ động Những người có nhiều tiền bạc và giàu có thường dành phần lớn thời gian của mình trong vai trò nhà cung cấp hơn là người tiêu dùng. Để kiếm được nhiều tiền, bạn phải hiểu người dùng của mình là ai và bạn có thể giải quyết vấn đề gì. Nếu đi lại bất tiện, bạn có thể kiếm tiền từ lĩnh vực này bằng cách phát triển gọi xe công nghệ thay vì taxi truyền thống. Trước đây, một phóng viên đã hỏi Quân Sinh, người sáng lập Mây Chuân, công ty của ông đang chiếm lĩnh ở tất cả các ngành nghề. Từ giao đồ ăn, đặt xe đi công tác đến gọi taxi năng lực của ông có giới hạn không? Trước câu hỏi này guông sinh đáp, miễn là biết rõ đang phục vụ ai và phục vụ cái gì, chúng tôi sẽ tiếp tục thử ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Trên thực tế, người thành công có tư duy chủ động để tìm ra những điểm đau của cuộc sống từ đó kiếm tiền từ giải pháp họ đưa ra. 4. Sắp xếp thời gian hợp lý. Thời gian và tiền bạc có quan hệ mật thiết với nhau. Cách chúng ta sử dụng thời gian sẽ liên quan đến cách chúng ta quản lý tiền bạc và cuộc sống của mình tất cả chúng ta đều biết rằng thời gian là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nếu không biết cách sử dụng nó hợp lý thì thực tế bạn đã đang lãng phí nguồn tài nguyên sẵn có không thể lấy lại được hiểu một cách đơn giản rằng chúng ra nên tối đa hóa giá trị của thời gian để cùng trong một khoảng thời gian đó có nhiều nhất khối lượng công việc cũng như tài sản được tạo ra để làm được điều này bạn phải lên kế hoạch và đặt mục tiêu cho riêng mình trước khoảng một tuần hoặc một tháng sau đó thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra và kiểm chứng lại kết quả sắp xếp và phân bổ các đầu mục công việc vào những khoảng thời gian khác nhau hãy loại bỏ những thứ bạn nghĩ là cần thiết nhưng không thực sự mang lại giá trị như việc bán thời gian quá nhiều cho mạng xã hội thay vào đó bạn nên dành nhiều thời gian hơn để làm những việc quan trọng một lưu ý nhỏ giúp cho thời gian của bạn trở nên quý giá hơn đó là hãy sử dụng nó cho những việc bạn quan tâm và có liên quan trực tiếp đến mục tiêu của bạn